Có cái tâm gọi là không phải sân hận mà nó gọi là cái gì, nó gọi là cũng như hối hận vậy đó. À, hồi nãy mình quên chơm lộ mình cũng hối hận vô, mình niệm không yên được, nhớ hồi nãy quên lấy đó, thấy không? À, mình nhớ hồi tôi sẽ lấy mà hồi mình ra nhiều vô nên niệm hồi không biết mình ra là còn không, thấy không? À, ví dụ như chàng như mình có sách nào ta cho không free mà đó, mình niệm thì mình mới đi nghe nó sẽ vậy, phải như nghe pháp, mà mình niệm pháp rồi mình đang niệm hồi nha, chàng không biết ra nó còn không, tức là cái tâm hối hận á. Thường thường những cái năm đó nó làm cho mình thất niệm, hai tâm nó trong người ta nó bị hai cái tâm này luôn luôn, là kéo người ta luôn ra khỏi tất cả những cái pháp môn, là tâm tham à, và cái tâm hối hận à, khiến cho không giữ đề mục được, hoặc là mình có quan gia trái chủ gì đó à, mình bực bội mình tức giận, thường thường thì thường thường cái tâm của mình nó cũng chạy qua quan gia trái chủ đó, thành nó không có vào được, thành ra thất niệm rất là khó trị, bởi vì cái bản thể của nó là hai cái tâm đó, thấy không? Thành thử ra đối với hai cái tâm đó, chư Phật nói là lúc đó đó làm sao phải vô, phải dùng cái hơi thở mình xả bỏ hết những cái những cái tư tưởng mà gọi là uất ức trong người bằng bằng 10 hơi thở. Thấy không? Trong 10 hơi thở đó, hít vào nở ra đếm, hít vào nhiều như gì thường thường á, là chưa tổ dạy thì đếm, nhưng mà tôi tịnh độ tôi dạy là cũng như A Di Đà Phật thôi, hít vào Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật, khoảng 10 hơi vậy đó. À, rồi đầu là à, khi mình thẳng 10 hơi rồi mình giữ cái tiếng A Di Đà Phật cho nó đều á, thì hơi thở nó đều á thì cái tâm nó an bình trở lại, thì trong an bình trở lại nó bắt đầu mới trở lại đề mục, đó là tập. Chỉ có cái hơi thở thôi, chú ý hơi thở nó được phóng tâm rất là mạnh. À, khi quý vị bị thích thì mà giữ không được á, chỉ có hơi thở mới đủ sức để mà kéo cái gặp điểm nó trở lại. À, còn cái thứ hai á, là phải như kỳ rồi giảng đó, mà phải tập quán khổ trong thế gian để mà tự nhiên tâm tham mình nó sợ nó bỏ, nó không có dính mắc nữa. À, quán khổ bất bất tịnh vô thường, hoặc những cái mà gọi là trong thế gian nó không có cái gì để mình dính mắc, thì mình mới xả được những cái tâm sân, tâm hối hận và tâm kia. Và cái thứ ba để mà trừ cái thất niệm á, từ từ cái thất niệm là do anh tham nhiều hơn là do anh hối hận. Thành ra cái vấn đề mà mình muốn mà mình trở lại bị thất niệm hoài, muốn trở lại chỉ có cái là thấy công đức Phật thật là tuyệt vời thôi, thấy không? Trong cái tâm tham mình mà thấy cái gì mà nó gọi là tham muốn độ của mình thì mình sẽ dính nó hoài, mình không có rời. À, quý vị thường thường á, quý vị mà tập mà cái tâm mình nó dẫn mình đến chuyện này chuyện kia, thì thực sự ra mình vẫn còn thực sự trong cái nghĩa đó đó, cái tập khí cũ của mình nó vẫn tham cái đó nhiều hơn là tham đề mục. À, thành thử ra là phải thấy là cái đề mục này nó có bao nhiêu cái lợi ích. À, cái hạnh nhân tiếng niệm Phật này nó có bao nhiêu cái lợi ích làm cho mình hết bệnh, làm cho mình được an ổn, làm cho mình sanh phúc báo, làm cho mình đi vào chánh pháp của chư Phật, làm cho mình diệt được tham sân si, làm gì mình phải triển khai lại tất cả những cái tiếng niệm Phật hay là cái công đức của niệm Phật này nó sanh mình bao nhiêu cái phúc báo mà Đức Phật là một người bảo vệ tuyệt vời gì đó. Sau khi mình thấy cái đó là nó cái gì nó hay hết, cái gì nó cũng hay hết trơn á, thì tâm tham mình nó hướng được Phật 100%, thì lúc đó không có niềm tham nào nó mạnh nó dẫn mình đi được hết trơn, thấy không? À, thành ra giờ cái cách đó mà nhiều cách đó đó là bởi vì phải đọc sách dữ lắm, thấy không? Và bởi vì phải tự, nếu mà chưa sanh trưởng được một cái niềm tin tuyệt đối bằng công đức của Đức Phật, cái hay của cái pháp môn niệm Phật á, thì bây giờ phải đọc để bây giờ ngồi phải ngồi văn rồi tư lại tư duy rồi quán tưởng là để thấy cho nó càng lúc nó càng hay và nó nổi bật hơn tất cả những cái khác, thì lúc đó nó và cái lúc đó cái tâm mình nó quyết định là cái đó là như vậy đúng cái mình suy nghĩ rồi, thì lúc đó cái gì niệm á không có cái gì lo kéo được hết á, thấy không? À, cái này là cái tập hết nha, cái này là những cái thực tập tôi nói tổng quát thôi, thấy không? À, những cái lỗi mà khiến nó tại sao mình làm có được, thấy không? Đó, thì có cái hôn trầm và cái hôn tâm. Đương nhiên cái phóng tâm á, cái không đập và phóng tâm muốn trừ được là thứ đầu tiên đó là bởi vì phải có cái chỗ tập trung, thì cái chỗ tập trung của cái niệm Phật á mình phải giải quyết được nó, là bây giờ mình nên tập trung vào Đức Phật trước mặt thì mới có cái chỗ để mà mình biết mình có không đập hay phóng tâm hay không. Còn giờ nếu mà mình không có một cái đối tượng nào để mà giữ cái tâm mình lại, hay hoặc là mình phải giữ lại cái đối tượng, cái niệm Phật nó khởi ra từ miệng, từ tâm của mình, là mình nhớ cho Nam Mô A Di Đà Phật, mình nhớ cái này khởi ra cũng được, đó là mình thích để mình giữ. Hay nhưng mà cái hay nhất của tôi đó, tại vì tôi muốn làm sao cái niệm là có sự hồi hướng luôn, nên luôn luôn là mình lấy đối tượng Đức Phật làm cái chỗ để mà tập trung, để mà đồng thời khi mình niệm
mà cái tâm mình hướng vào đó, nó bản thể nó có sự hồi hướng luôn, nó lợi hơn là mình Nam Mô A Di Phật. Mình nhớ đang Nam Mô A Di Phật, từ đây nó khởi ra Nam Mô A Di Phật, đây khởi ra quý vị tụng trong đây cũng được, thấy không? À, nhưng mà tập trung từ cái chỗ khởi thì một hồi quý vị cái hồi hướng quý vị không có, quý vị đúng là quý vị đang tập để mà thấy được cái tâm khởi đầu tiên của mình, giống như Thiền Tông vậy thôi à. Nhưng mà sự hồi hướng mà không có. Còn mình niệm nhờ Đức Phật á, nó bản thể nó có ngay sự hồi hướng luôn, thành ra nó lợi cho mình. Nếu mà nói pháp môn niệm Phật tịnh độ á, thì không nên tập mà nó khởi như Nam Mô A Di Phật mình nhớ, Nam Mô A Di Phật rồi phát ra Nam Mô A Di Phật mình nhớ hoài. Nhưng mình cũng như là tự giác mình nhớ là trong tâm mình đang có tiếng Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật được. Nhưng mà cái đó gần như là có sự đốn ngộ nhiều hơn. Điểm ngộ là nó tìm được cái căn nguồn, nó cái khởi ý tưởng đầu tiên là cái gì. Thì cái đó này là cái tự lực để mình giữ, đó là một thức của nhập của tập định. Nhưng mà nó tập từ trong khởi. Còn mình là mình tập để mà đến, để mà đi về cực lạc, là mình tập lấy cái chỗ trụ mình là chỗ đến, thấy không? Còn người kia quay lại ngược rồi trong trong mình để tìm được cái bản nguyên của mình, tập chỗ khởi. Trong cái tâm mình nó khởi ra cái tướng của tâm mình đầu tiên đó là cái gì, thành ra nhớ cái tướng này, thấy không? Thành ra mỗi pháp môn nó có một cái chỗ trụ, thấy không? Chẳng hạn như Thiền Tông nó không trụ ra ngoài, trụ trong à. Lúc đó nó tìm được cái căn bản của cái phiền não, căn bản của cái tâm mà vọng tưởng là cái chỗ nào, thành nó mới truy ngược vô trong, giờ nó ngồi nó quan sát ở trong coi nó khởi ra sao sao. Tịnh độ quý vị không nên tập cho lối này, thấy không? Tịnh độ hoàn toàn là lấy cái sự nương tựa để sanh về cực lạc, nên tập vào năm cái chỗ đến, thấy không? Mình hướng về Đức Phật mình tập cái bao nhiêu cái nguyện mình hướng về đó, bao nhiêu công đức mình hướng về đó, bao nhiêu cái nỗi ước ao mình hướng về đó, nó trở thành một thói quen, lúc nào cũng mong chờ cái chỗ đó, lúc nào cũng chờ đợi cái đó để mình đi. Còn cái bản tâm của mình thì mặc kệ nó, thấy không? Lên trở Đức Phật dạy lại. Cái chỗ này thực sự ra bởi vì tập cách nào cũng được, tự đại khởi ra cũng được, vô cũng được, nhưng mà theo tôi, theo kinh nghiệm của tôi, mà cái thà thiết dễ sanh nhất là khi nào cái đối tượng rất mạnh, giờ mình tập trung vào đối tượng rất mạnh hơn là cái đối tượng mà từ trong tâm của mình, thấy không? Nha. Trong nãy giờ nói gì có gì phản đối không? Không phải nếu trường hợp như thầy nói mình niệm Phật mình từ trung tâm mình phát ra thì con đi ngược lại, con nghĩ rằng con muốn thâm nhập cái tiếng A Di Đà Phật vào cái tâm của con, cho nên con thay vậy mỗi một tiếng A Di Đà Phật thì nó có một cái sự vô trong cái tâm của con, mỗi lần như vậy là con nghĩ tại cái tâm, con nghĩ cái tiếng A Di Đà Phật vô cái tâm của con. Bây giờ cô vô á thì phải vô bằng âm thanh chứ ha, cô vô bằng không có âm thanh. Anh Thanh là vô lỗ tai đó, vô cái tai, vô cái tâm. Vô tai nhưng mà con không có để ý lỗ tai, mà lúc đó con để ý ngay cái tâm của con. Cô đang tập vậy rất là mệt, vậy cô đi ngược hết tất cả những cái trạng thái vật lý về âm thanh. Cô toàn toàn cô tập bằng tâm, cô thấy không? Mà cái tâm á, mà cô phát ra tiếng cũng mệt, mà cô nghe tiếng cũng mệt nữa. Bởi vì cái bản thể tâm nó, cái bản thể của nó là biết thôi, chứ nó không phải nó có cảm giác giống như âm thanh. Một hồi tôi sẽ nói cái vụ nghe vô cho cô nghe, cô thấy không? Thử ra cái quan trọng á, mình đừng bao giờ mình giữ bản thể là mình giữ hay không giữ, nó thực sự là đối Phật trước mặt mình cũng là cái tâm của mình thôi. Bởi vì khi mình thấy Đức Phật trước mặt mình tức là cái tâm của mình á, mà nếu mà mình không có tâm một cách nào mình thấy Đức Phật hết trơn á, được không? Trong cái điển nó nói rằng là tất cả các pháp thế gian do tâm mình biến hiện hết á. Và cô á thì cô quan niệm rằng là hồi nào tới giờ người ta quan niệm là con người ta có cái tâm, mà cái tâm là nằm trong người. Cũng như Trung Quỳnh Lăng Nghiêm mới nói là cái tâm nằm ở người, hồi đó Đức Phật đã nói cái tâm không có nằm ở người. Sao gạ nam mới nói là cái tâm nằm ở ngoài, Đức Phật phá hết, không có cái tâm không có nằm ở đâu hết á. Thấy không, cái tâm bản thể đó là tùy theo cái nhân duyên mà nó sanh ra, thành ra. Khi mình thấy Đức Phật bản thể là tâm của mình rồi. Thấy không, cô đã cần phải tạo thêm một cái tâm nằm trong người không chỉ cho nó mệt. Thấy không, nói là đã có cái đầu, thêm một cái đầu nữa. Đức Phật ra ở ngoài đã ra tâm mình rồi, mình còn tạo thêm một cái tâm khác trong mình sẽ mệt, được có hai ba cái mình giữ nó mệt lắm. Thấy không? Thành thử ra mình cứ theo cái bình thường trong cái thế gian của mình đương vào pháp thế gian của mình chuyển cái pháp trở lại vậy thôi. Thấy không? Trong một hồi tôi nói về cái niệm vô cho con nghe, thành ra tôi nói cái gì học cái này là học về thiện xảo, gì tất cả những kỹ thuật thiện xảo về các tướng và tịnh độ gì đang tập thôi. Thấy không? Rồi sau đó quý vị tùy theo căn tánh của quý vị, bây giờ cứ tập thử quý vị, cứ
cứ thí nghiệm cái nào thích hợp quý vị ha, ha. Và bây giờ cảm thấy rằng là mình suy luận thấy nó có lẽ có lý thì quý vị giữ làm cái riêng của quý vị, bởi vì nó sẽ vô lượng vô số cách chứ không phải một cách nữa. À, mà tôi trình bày bằng cách gì tôi biết, tôi đã kinh nghiệm, tôi nói cho quý vị nghe thôi. Có thể là nó chưa hết, nhưng mà đại khái cho một số làm tài liệu rồi mình suy ngẫm cái nào hợp với mình. Thấy không? À, thành thử ra khi mà niệm không mà coi cô mà giữ vô tâm vô trong này đó, tức là cô tưởng Phật ở trong. Nãy tôi nói quý vị có thể tưởng mặt trong đầu cũng được, bây giờ tưởng mặt ở tâm cũng được, thấy không? À, nhưng mà mấy cái này nó làm, nếu mà tưởng mà đặt cái vị trí Phật không có trúng á, sau này nó sanh ra bệnh tim lớn rồi đủ thứ bệnh hết trơn á. Bởi vì cô đem một cái đối tượng đề mục mà để vô trong cái cơ thể của mình á, thì mỗi cái niệm của mình á mà nó hướng vào mà nó không có đúng vị trí á, thấy không, cái những tần số gì rung động trong đầu nó phá cái đường kinh mạch của mình đó, thấy không, mà nó sanh ra đau nhức bệnh hoạn rồi những cái tiếng gian nó trong đầu mình nó gian tiếng này tiếng kia đủ thứ hết trơn, nhiều khi o o trong lỗ tai đủ chuyện hết trơn á, hay là do là mình đặt Đức Phật vào trong cơ thể mình để mình tập, thấy không, mà đặt không đúng vị trí. À, cái vị trí này nó có tất cả là khoảng chừng 6 vị trí để đặt thôi à, thấy không, mà đặt phải chính xác đúng cái vị trí như vậy đó thì nó không bị bệnh, nó gọi là những luân xa. Luân xa là những cái hệ thống thần kinh mà thuộc về cơ thể học, trong đó tất cả những cái luồng khí lực là từ đó nó xuất phát ra. Nên mình đặt qua đó, mình có đọc ra, mình đọc có trật đi nữa đó, mình trúng cái chỗ đó đó, thì nó có phát xuất ra, thì nó có phát xuất đi ra những luồng khí lực nó có sẵn thì nó không có sao. Thế không? Còn mình đặt lộn qua mấy chỗ khác mà không phải ngay chỗ đó đó, khi mình đọc ra thì nó không có chỗ nó chạy, nó không có chỗ nó thoát, nó phá vào chỗ khác. Rồi không? Cũng như cô đặt cái hồ, nó có những cái đường nước để chạy thì nó sẽ chạy qua chỗ khác, không có sao hết trơn á. Cô đặt không phải cái hồ, thì nó thành cái dũng nước rồi nó lan ra tùm lum tùm lá hết trơn á. Thử lý do tại sao mình không đặt trong cơ thể mà nên đặt ra ngoài. Đó ra ngoài nó không có những cái hại nhiều, tránh ra những tàn tại mình gọi là bị ma cảnh đó. Tập một mộng mị ma cảnh chuyện này chuyện kia đủ thứ đó. Thấy không? À, thì nó không có lợi. À, rồi mình sẽ nói là nên đặt đỉnh đầu hay không đặt đỉnh đầu. Thấy không? Rồi ai có hỏi gì không, hoặc tôi sẽ nói tới cái vô trong cho nghe. Thưa Phật, thưa thầy, con có một thời gian con tu, con niệm Phật, con niệm ra tiếng. Khi một con niệm ra tiếng rồi thì một thời gian nó bị tán tâm, thì nó tán loạn như vậy thì con tu con tập không ra tiếng nữa. Nhưng mà không ra tiếng nữa thì có một thời gian con thấy nó rất là an lạc. Nhưng mà cái nó lại bị hôn trầm. Thì thầy có cách nào chỉ cho con lại? Thì đương nhiên rồi, khi mình niệm ra tiếng á, bây giờ đến trong giai đoạn đầu, tôi nói cái gì trong giai đoạn đầu cái gì nên niệm ra tiếng để tránh hết những cái khí nó bế trong người, nó xâm ra trạng thái này kia. Cái vấn đề tán tâm của mình á, cái nguyên nhân của nó không phải là do mình niệm ra tiếng mà bị tán tâm đâu. Nguyên nhân là cái tâm tham của mình không có diệt được. Chứ cái tâm mà tạm quý của mình á, hối hận của mình á, nó gọi là cái gì hối gì đó. Thấy không? À, tức là hai cái tâm đó, mà tôi nói hai cái tâm nó rất là khó diệt, bởi hai tâm thuộc về hai tâm căn bản phiền não mà là sanh ra không có hết trơn á. Chỉ có trường hợp là mình sợ sinh tử luân hồi quá, mình cảm thấy thế gian là vô thường khổ, mình mới xả bỏ thì hai tâm nó mới mất thôi, mà cái đó rất là khó tập. Nó đâu quán tưởng dữ lắm. Thấy không? Cái thứ hai á, mình có thể mình tập được, mình hợp với tịnh độ là phải công đức Đức Phật tuyệt vời. Cái đó quý vị ít bây giờ để ý. Tôi nói quý vị muốn được tăng tâm, bây giờ muốn niệm ra tiếng mà tăng tâm chỉ khi nào Đức Phật là một cái gì nó thuộc là hai, chẳng hạn như quý vị nói chuyện với cái người yêu quý vị đi thì quý vị không bao giờ quý vị tăng tâm hết trơn á, là tại vì người yêu quý vị làm cái gì thần tượng nó tuyệt vời, nói là 100% tập trung vô à ha. Còn cái gì mà nói chuyện với cái người mà không ưa không ghét, bởi vì nói chuyện với người này nhưng cái tâm cái gì nghĩ vô khác, cái chuyện nó thường lắm, thấy không? Mình nói chuyện với một người gì đó nhưng mà đầu óc mình nghĩ là chuyện bị nát gì thì mình nói cho nó vui thôi. Nhiều cái chào mình cũng là không chào qua chào lại mà không nói ế vô, hay mà người đó một cái ấn một cái thần tượng của mình á, vừa nó vừa chào cái mình nói là tâm tập trung 100% à tại sao cái đối tượng tham của mình nó không chỗ nó giữ, thấy không? Thành ra thực sự ra cái tán tâm hôm nào không phải là do niệm ra tiếng hay không niệm ra tiếng, mà do cái tâm tham của mình.
Nhưng mà khi khí lực mình động á, nó là một cái trợ, khí lực mình động thì tâm tham cũng động theo, thành ra dễ đắn tâm hơn là niệm không niệm ra tiếng. Thành ra nó nói là niệm ra tiếng là giai đoạn trong vòng trong đầu, giai đoạn sau á, cái gì mà thành tựu được, cái dòng tập trung được thì nên niệm thầm. Nó có những giai đoạn để mình tập. Nó thứ nhất là đỡ tốn khí lực, thứ hai là lúc đó mình niệm mà không bị hụt trầm. Đương nhiên niệm thầm là bị hụt trầm là chắc chắn rồi. Là lý do là tại sao khí lực nó không chạy, niệm mà khí lực nó yên im lặng thì nó đi ra trạng thái buồn ngủ. Niệm ra tiếng là khí lực nó động quá, nó động nhiều quá thì đương nhiên nó theo tâm tham mà nó chạy. Đương nhiên hai cách này là đương nhiên là bộ cái gáp đó nó phát triển gì, nó dễ phát triển về tâm tham. Còn cái anh mà niệm mà không ra tiếng á, là không cho khí lực chạy nên nó dễ trạng thái ngủ. Trạng thái ngủ là khí lực nó bắt đầu nó lặn xuống, thấy không? Thành thử ra là trong những trạng thái đó là phải phấn khởi cái tâm, lúc đó phải xả liền, phấn khởi cái tâm trở lại. Phấn khởi, ví dụ như người bị hung trầm á, phải là phấn kích cái tâm trở lại bằng hình thức là cảm thấy, thường thường trong cái điển nói đó, hoặc là quán ánh sáng. Đức Phật, nhìn Đức Phật giống như một luồng ánh sáng tỏa vô người mình thì cái tâm mình gặp ánh sáng mình sẽ không ngủ, thấy không? Hoặc là thứ hai là thấy công đức Đức Phật nó hay, nó lợi, cái pháp này nó là thành tựu cho mình trị bệnh, thành tựu tất cả những tham muốn mình, cái tâm tham nó làm cho mình phấn khởi trở lại, thấy không? Cái hung trầm nó sẽ mất. Cái đó là mấy cái đó là mấy bài kỹ thuật về thiền định tôi nói nhiều lắm, nhưng cái này mình sẽ nhắc lại một số kỹ thuật để mình nói lại thôi. Thấy không? Bây giờ nếu mà bây giờ cần coi, bây giờ nghe lời mấy bạn mấy cái bài giảng về kỹ thuật thiền định á, nó rất là kỹ vấn đề này. Cái này tôi nhắc lại tại vì anh có hỏi thì tôi sẽ nhắc lại một số những kỹ thuật như vậy. Thì nó dễ lắm, anh cứ tưởng Đức Phật là một cái, ví dụ như anh thấy Phật là ánh sáng đi, giờ tôi đang nói vậy, giờ mình nhắc anh nói không đồng mà tôi mới nói, mà tính nói mà tôi đang trả lời tôi quên. Thí dụ như mình niệm ra, bây giờ mình đang niệm ra tiếng ha, mà đó đối tượng là trước mặt mình, mà Đức Phật trước mặt mình mà bị hung đàm thì đương nhiên phải làm cho phân sáng hơn, ánh sáng tập trung cho nó mạnh hơn, tại vì ánh sáng nó làm cho cái tâm mình động buồn ngủ mà mình phóng tâm nhiều quá đó thì cái phóng tâm là tại vì máu huyết cái tâm tham mình nó nhiều quá đi, mà khí lực mình nó đang nỗ lực thì nó bắt đầu nó kết hợp với tâm tham mình khiến tâm mình chạy cho khác, thì đem Đức Phật, nếu mình để Đức Phật càng cao thì mình đem Phật càng thấp càng tốt, tức là đem cái thấp, cái mắt mình nó nhìn xuống thấp á thì cái khí lực mình nó sẽ đi xuống, nó không chạy lên đầu nhiều nữa, thấy không? Mà không chạy lên đầu nhiều nữa là cái tâm mình, cái tâm tham mình nó không có hội nó hoạt động nữa, nó giờ cái óc mình nó hoạt động nè, nó không có nuôi nữa thì mình không có thời giờ mình suy nghĩ đến nó, tự nhiên á. Thành nó nói là khi bị hôn trầm phóng tâm là do đối tượng cao quá hay thấp quá, thấy không? Đó, nếu mình hôn trầm nhiều quá cũng có đối tượng đó thì mình đem đối tượng thiệt là cao lên, thấy không? Thì khi cao lên cái mắt mình nhìn lên đó thì máu huyết sẽ đi lên đầu, mà huyết là đầu làm cái thần kinh nó, máu huyết nuôi đầu nhiều quá thì cái đầu tự nhiên nó được ốc nó nuôi ra nó, thì không nằm nó sẽ mất, nó sẽ sáng ra và khi mà mình bị phóng tâm nhiều quá thì đối tượng càng đem thấp xuống nào càng tốt đấy. Bây giờ mình đem cũng như để nằm xuống dưới đất rất cũng được đó, mình để mình nhìn thôi là mình để sát đất luôn, mình ngồi cao mình nhìn như này, thì một hồi mình nhìn một hồi khi mắt mình nhìn xuống thì máu huyết nó sẽ đi xuống, nó không lên đầu nhiều nữa, thành ra nó không có cái đầu nhiều khi đầu óc mình không có giờ nó nghĩa mình đang túi đó nữa, nó không thì giờ nó không có đủ năng lực để suy nghĩ qua chuyện khác nữa, thì nó từ từ nó sẽ quy trở lại. Nó nói là đem đối tượng cao lên thấp xuống để trừ cái hung tâm và phóng tâm. Và thứ hai á, thường thường là cái hung đầu nhóm tâm á, là tại vì cái đối tượng nó không bao quát. Chẳng hạn như bây giờ mình trong cái chỗ mình nhìn á, mình nhìn vô đâu cũng là một cái già nó bự hết, gần như nó không có cái chỗ nào hết trơn, kiểu gì ít bị phóng tâm đó. Tại vì mình nhìn đâu cũng thấy Đức Phật đây là đoạn đó, mà đâu có gì mà nghĩ khác. Còn cái Đức Phật ở nhà đứng ở đây mà chung quanh nó có cảnh này cảnh kia cảnh nọ, thì những cái cảnh đó nhiều khi có thể là nó là một cái nhân duyên khiến mình nghĩ vô khác, thấy không? Thành ra hồi xưa đó mà học về thiền định á, thì nó phải làm những, nó gọi là những cái đề mục, nó gọi là bên kia nó gọi đề mục, chẳng hạn như hồi xưa đó mà đồ bên Nguyên Thủy nó dạy đó, nó là đề mục bằng đất, thì nó phải chọn một cái mâm á, là khi nó đặt một cái mâm đó cách mình khoảng bao lâu á, là mình chỉ nhìn vô là thấy một cái vùng đất không, chứ không thấy một cái tướng nào ngoài chung quanh được hết trơn á, tức là khoảng cách bao nhiêu thôi. Bây giờ mình để Đức Phật làm sao đó khoảng cách là mình nhìn mà không hoàn toàn là thấy Đức Phật đầu đến cuối, mà đẹp sáng mà không có lộ cái gì ngoài sau ngày ha, những cái phong gì đó, thì mình rất là dễ tập trung.
chính cái tâm mình nhiều khi mình nhìn không có trọn hết, mình nhìn Đức Phật đây rồi xung quanh mình có cái bàn, có cái ghế, có cái này, thì cái bàn nào xưa nó có một kỷ niệm nào đó với mình, cái ghế, cái niệm cái qua nó kỷ niệm mình, nhờ cái đó mà nó dẫn cái tâm mình đi. Thành tựu ra cái đó là cái gọi là thiện xảo thấp thôi. Cái đối tượng càng bao quát chừng nào xung quanh mình nhìn đâu cũng thấy một Đức Phật A Di Đà toàn khắp, thì cái tâm mình không có cái chỗ, nó không có cái điều kiện, không có nhân duyên để dẫn cái tâm mình đi chỗ khác nhiều, thì mình dễ tập trung hơn vậy thôi. Chứ cái người mà có định lực tập trung rồi mấy cái điều kiện đó không cần thiết nữa. Thấy không? Khi mà lúc nào mà mình mở mặt nhắm mắt là Đức Phật đều diễn ra mặt mình, là thật sự bỏ Đức Phật đi cũng được, Đức Phật nhỏ còn được, Phật lớn rồi không vấn đề nữa. Nhưng mà giai đoạn đầu á, làm sao Đức Phật càng lớn và càng sáng này kia để cho cái tâm đừng không buồn không trầm, càng lớn cái tâm mình không có chỗ duyên nào duyên ra ngoài nữa, ngoài cái duyên Phật thì mình dễ tập trung. Đó là Đức Phật cao, Đức Phật thấp. Thành ra cái điều kiện mà cái bàn thờ của mình nó cách mình bao nhiêu để mà nhìn trọn vẹn Đức Phật là cái chuyện đó là cái chuyện mình nó thiết lập á. Và cao thấp sáng hay là mờ. Rồi đương nhiên có một số điều kiện nữa, do ăn uống bị không tâm. Do mình vô có những tâm tham mình đang giận hờn hay mình vô là phải xả cái đó trước mới vô. Không vô bỏ đâu trước sau thì cũng không tâm à. Thấy không? Hay là có cái tâm tham nào đó mình ăn chưa thỏa mãn đó, rồi vô mình tu thì thấy cũng hồi cũng không tâm à. Thấy không? Thành ra do những tâm tham không giải quyết được, nó có nhiều nguyên nhân lắm, chứ không phải là chỉ có một giải nguyên nhân vậy. Từ ánh sáng, từ không khí, từ hơi thở thanh tịnh trong phòng, từ mùi hương, rồi từ cách bài trí trong phòng mà mình khiến cho mình không tâm hay không tâm. Cái đó thì nó sơ chưa, rất là bàn thờ như thế nào, cách trang hoàng sao, ánh sáng như thế nào, áo quần mặc như thế nào, chặt động và nhiệt độ nào, mấy bài trước mình giảng rồi. Cái nhiệt độ khiến cho mình không tâm nữa. Hay bữa đó nóng quá, nực quá thì mình sẽ chẳng đề cái khí lực nó thoát tiết ra nhiều thì dễ không tâm hơn. Còn có lạnh quá thì dễ không trầm hơn, đại khái vậy đó. Nó có nhiều cái trạng thái đó, thành ra áo quần phải mặc như thế nào cho nó thích hợp. Rộng rãi vừa phải, không chật lắm, không cái này kia. Thì đó nó thuộc về kỹ thuật thiền định. Thì mình đã nói ra mấy bài trước rồi. Cái này mình nói là thiện xảo về cái âm thanh thôi. Thì cái mình niệm lớn á, thì nó được những cái lợi như vậy, tức là nó trừ được bệnh nè, nó giải thai được bế tắc về những cái thần kinh của mình nè, nó tăng trưởng về phật báo công đức nè, nó tập cho mình dễ bị thoát khỏi hôn trầm nè. Thứ hai á, nếu có đối tượng trước mặt á, thì mình tập đỡ bị phóng tâm. Niệm ra tiếng là có đối tượng trước mặt nha. Để mình tập trung vô, tập trung vô, tập niệm ba tiếng cũng như mình nói chuyện vậy đó, mình có sự tập trung vô thì mình rất là dễ phóng tâm. Nam mô A Di Đà Phật, mình tưởng tượng là tiếng âm thanh nó phải đi tới tâm niệm Đức Phật một chỗ nào nó tan vào nó động. Cái hạn như cái Đức Phật mà không có dời được á, thì lúc đó mình bị phóng tâm không trầm á, thì mình cái chỗ mình trụ trong Đức Phật á, mình dời, có thể mình niệm ngay nghịch mà ngang với mình giữ cái trạng thái được, mình không có tán tâm, không có phóng tâm thì mình giữ cái chỗ đó. Rồi giờ bị không trầm thì mình giữ vô, mình niệm vô bằng chân của Đức Phật. Trụ đem cái tâm xuống thấp, để mình có cái điểm trụ, còn điểm trụ xuống thấp xuống để mình dời Đức Phật không được. Hay là mình bị hung trầm quá thì mình niệm đến đầu Đức Phật, để mình đem cái tâm mình lên. Thầy cho con hỏi một chút, thầy bây giờ con đang đau cái tay mà bây giờ con đang có bị cái bệnh lầm biến. Bất cứ là con nghĩ con làm cái gì là con nghe con bệnh rồi. Thì coi bệnh lầm biến con niệm ra tiếng đi, thời gian cái lực nó lưu thông mà hết nè. Niệm thầm mà thầm nó bị dễ bệnh làm biến lắm. Con tự nhiên con nói trời, cái người con đâu có phải người làm biến, mà bây giờ con nghe tới công việc làm là con chán chê, con không muốn nghe nữa, nghe tới nghe nó bệnh rồi. Không, chán chê công việc làm thì được, đừng chán chê pháp tu thôi. Mà con vô bằng tu thì con không nghe bệnh gì hết á, con làm biến như không vậy mà. Không, chán chê giúp bàn cho. Ai bàn với con làm cái gì nó hết bây giờ. Thì đương nhiên mình phải chán, nhàm chán thế gian á, thì cái pháp xuất thế gian mình mới phát triển được. Thấy không? Thật sự khi mà gì có cái đam mê gì thì mình sẽ quên cái đam mê khác, cái chuyện đó là chuyện bình thường của thế gian này. Thấy không? Thí dụ như nhà pháp bác sĩ, nhà khoa học gia thì họ nghiên ham mê về nghiên cứu, về sáng tác, về phát minh, thì sẽ quên ăn, quên uống, quên vợ con, cái chuyện đó thường. Thấy không? Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Khi mà cô vô cái pháp được rồi đó, cái pháp là một sự đam mê mà dính chặt vô hạnh phúc rồi đó, thì quên cái pháp là cái chuyện đó là bình thường. Cái chuyện đó con phải khỏi sợ. Nói chuyện đó là pháp môn mình đang tiến bộ, nó sanh ra trạng thái đó. Con đi chụp hình á, bác sĩ nói không có, bà không có cái gì hết á. Bà chỉ xin cái răng bà chút đỉnh vậy thôi, bây giờ đừng làm chuyện mà đi ra ngoài, đi thôi chứ không làm cái gì hết, giờ nó đau nó mệt. Con nằm liệt qua liệt lại, tưởng là mình chết
không á, thành thử ra bây giờ mình muốn chuyển để mình làm pháp thế gian mà nó không có bị cái lần ra cái gì nữa, chỉ có pháp thế gian đem Đức Phật bỏ vào pháp thế gian. Thì ví dụ như cô nấu cơm mà cô tưởng tượng là Đức Phật đang tan trong nồi cơm, cô đang cầm nắm Đức Phật, cô đang ăn ngon Đức Phật, thì giống như cô tu à, thì tự nhiên cái pháp tu của mình nó trở lại trong pháp thế gian, thấy không? Thì mình sẽ siêng năng tại vì chúng mình pháp tu của mình nè, đúng không? Ha, cô trồng cây hoa, cô tưởng cây hoa này là Đức Phật đang trụ đó để chúng sanh chiêm ngưỡng đấy, tự nhiên mình hăng hái mình trồng với Đức Phật ở đây mà, thấy không? Cô đang vô pháp thế gian á, thì tại vì trong cái pháp xuất thế gian cô thành tựu trong cái bàn thờ đó, chứ cô chưa đem ra ngoài, thấy không? Cô đem ra ngoài từ cũng ăn việc làm đều là Đức Phật triển hiện một cái sự lợi ích cho chúng sanh, thì tự nhiên cô sẽ hăng hái cô làm thì Đức Phật ở đó, Đức Phật là cái gì mà đang làm cái là phụng sự cho ngài, thì đương nhiên là cô sẽ hăng sai, tại trong đạo trường cô đã từng làm được như vậy, thấy không? Ha. Thành ra chỉ có cái cách đó mà khi mình vào đạo trường mình thăng qua an lạc mà ra ngoài thế gian không được, thì cái đó là tiến bộ trong pháp, tức là cái pháp đối với mình nó cực kỳ nó hạnh phúc cực kỳ trân quý, nên mình dính mắc vào nó nhiều hơn tất cả những cái ngoài, mình quên cái ngoài hết là cái chuyện nó hay rồi. Đương nhiên bây giờ phải nhàm chán cái ngoài thì pháp thế gian nó mới mạnh được, thấy không? Nhưng kẹt có cái như giờ vào thế gian không được, thấy không? Thì chỉ có cách là đem đạo Phật vào thế gian, thấy không? Đem từng hơi thở trong thế gian mình thích ra ngoài giảo bộ, thì mỗi đức chân của mình là mỗi hoa sen đang nở ra, mình đi đâu cũng có hoa sen nở, và mỗi hoa sen này nó sẽ tồn lại trên lọt đường đó cho những khác bước lên những được sự an lạc hạnh phúc đó, thì mình khoái càng đi nhiều để có những hoa sen nó nở ra, thấy không? Tự nhiên mình sẽ nghĩ vậy, mình sẽ hăng hái mình đi, thấy không? Mình việc làm này bao nhiêu công đức mình rời vô đây, bao nhiêu cái công đức Đức Phật nó tụi vô đây, bao nhiêu lạc mình sẽ hăng hái mình làm để cho người khác lợi, thì lúc đó mình sẽ không có chán nữa, thấy không? Thành ra mình nói là mình nói cái tổng quát.